phía sau việc khai thác khoáng sản trái phép có bóng dáng cán bộ địa phương. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết, phía sau các vụ khai thác khoáng sản trái phép có vấn đề liên quan đến cán bộ địa phương. Mới đây, đại biểu Ma Thị Thúy, đoàn đại biểu Quốc hội Tuyên Quang đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về trách nhiệm, giải pháp quanh vấn đề khai thác khoáng sản trái phép thời gian qua. Về chống khai thác khoáng sản trái phép, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo tập trung trong cấp phép, kiểm tra, giám sát khoáng sản và vật liệu công trình xây dựng. Về khoáng sản trái phép, ông nói, địa phương có vai trò rất lớn trong việc kiểm tra và giám sát. Khoáng sản trên địa bàn khai thác chở bằng ô tô, nhưng sau khi các vụ án vụ việc xảy ra mới thấy có vấn đề liên quan đến cán bộ địa phương, thậm chí là có hệ thống bảo vệ việc này. Thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với địa phương để kiểm tra giám sát chặt chẽ. Chất vấn tại phiên họp, đại biểu Phạm Thị Kiều, đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Nông đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết nguyên nhân, giải pháp, cảnh báo để tránh lũ quét, sạt lở đất. Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho hay, Việt Nam là một trong 6 quốc gia chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu, vùng đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng với địa chất yếu, vùng Tây Nguyên, địa chất lát cắt, mưa lũ tạo ra sạt lở nguy hiểm. Vì vậy, Bộ tăng cường khả năng cảnh báo thiên tai, ban hành đề án về khả năng dự báo, phối hợp với địa phương để có bản đồ sạt lở, quy hoạch di rời dân cư, dự báo sạt lở, tránh ảnh hưởng dân cư, đề xuất các dự án công trình và phi công trình. Ông nói thêm, vừa qua Thủ tướng đã đi thị sát vùng đồng bằng sông Cửu Long và có chỉ đạo để trình Quốc hội các dự án bờ kè. Tuy nhiên, với khu vực miền núi và vùng sâu vùng xa, rất khó khăn trong việc lựa chọn di rời dân cư. Vì vậy, việc lựa chọn nơi phát triển kinh tế là rất quan trọng. Gắn với đó là giải pháp phi công trình, đề nghị các địa phương có cây bản địa, trồng thêm cây xanh chống sạt lở. Chính quyền cấp phép, doanh nghiệp mới làm dự án trên vùng đệm Vịnh Hạ Long. Quý vị thân mến, dự án khu đô thị nằm gần trục đường ven biển Hạ Long, Cẩm Phả, với những hình ảnh đoàn xe tải lớn đổ đất xuống vịnh Bái Tử Long đang gây xôn xao dư luận. Bởi vì dự án này có một phần nằm trong vùng đệm của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long. Chủ đầu tư dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital, trước đó đã trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất để làm dự án khu đô thị với giá trị trúng đấu giá là 1.192 tỷ đồng. Tổng diện tích của dự án này khoảng 31,8 ha, trong đó có 3,88 ha thuộc vùng đệm Vịnh Hạ Long. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã góp ý kiến thỏa thuận về dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. Xét về các thủ tục pháp lý, doanh nghiệp đã trúng thầu khu đất thực hiện dự án gồm 31,8 ha. Đất là do chính quyền địa phương quy hoạch, trong đó có 3,88 ha thuộc vùng đệm Vịnh Hạ Long, cũng là do chính quyền địa phương quyết định. Đó không phải là việc của doanh nghiệp và doanh nghiệp cũng không phải muốn là được. Không chỉ chính quyền địa phương, dự án đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý. Đối với dự án lớn, đặc biệt là có liên quan đến Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long, nếu như không có đầy đủ những quyết định chấp thuận từ các cơ quan quản lý thì ai dám đặt viên đá lên để xây dựng. Còn khi triển khai một dự án, xây dựng nhiều công trình nhà ở, công trình giao thông, đương nhiên phải có nhiều phương tiện cơ giới hoạt động, phải chở đất đá, cát sạn, vật liệu. Không thể vì nhìn thấy các phương tiện chở đất đá mà đưa ra các kết luận liên quan đến ảnh hưởng môi trường một cách cảm tính. Cho nên đối với dự án này, trước hết là trách nhiệm của chính quyền. Đó là tại sao lại quy hoạch quỹ đất có diện tích đất thuộc vùng đệm di sản Vịnh Hạ Long và tổ chức đấu thầu, cấp phép cho doanh nghiệp thực hiện dự án bất động sản. Tiếp theo, xem xét báo cáo đánh giá tác động môi trường có đạt chất lượng hay không. Nếu như chưa đạt, tại sao chính quyền chấp thuận? Chính quyền địa phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hãy trả lời một cách rõ ràng, minh bạch và thuyết phục. Đối với doanh nghiệp, đấu giá đất, làm dự án đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Còn trong quá trình xây dựng, xem xét có vi phạm gì không? Cụ thể, có xâm lấn diện tích đất ngoài đất trúng thầu và cấp phép triển khai dự án hay không? Có vi phạm về gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái vùng di sản Vịnh Hạ Long hay không? Nếu như có vi phạm thì xử lý theo các quy định của pháp luật và bắt buộc doanh nghiệp phải khắc phục hậu quả. Còn nếu như không có vi phạm thì doanh nghiệp tiếp tục hoạt động bình thường, có sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý. Hãy có cái nhìn công tâm, việc gì thuộc trách nhiệm của chính quyền, việc gì thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp. Công viên phần mềm 1.000 tỷ bỏ hoang, mỗi ngày trôi qua lãng phí đống tiền. Thưa quý vị, dự án công viên phần mềm 1.000 tỷ đồng ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xây xong lại trở thành bãi hoang vì không hoạt động. Dự án công viên phần mềm số 2 giai đoạn 1 với diện tích hơn 28.000m2 được khởi công vào tháng 10 năm 2020. Dự án dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2023. Khi thực hiện dự án, những viễn cảnh được vẽ ra rất hấp dẫn, ví dụ như là sẽ đáp ứng cho khoảng 6.000 vị trí làm việc về công nghệ thông tin, công nghệ số.
Thực tế lại là công viên phần mềm số 2 trở thành bãi hoang, khu vực xung quanh trở thành nơi tập kết rác thải. Lý do là vì khu công viên phần mềm số 2 được xác định là tài sản công, nhưng hiện nay, quy định pháp luật, hành lang pháp lý về tài sản công, kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin chưa được chính phủ ban hành, thế là vướng mắc pháp lý. Nhưng vì sao vướng? Là vì khi thực hiện dự án, lãnh đạo địa phương không nghiên cứu trước nên không biết được, thiếu các quy định pháp lý, điều chỉnh hoạt động liên quan đến dự án. Đến khi xây xong thì mọi sự đã lỡ, lui không được, tới cũng không xong. Xin thưa, 1.000 tỷ đồng tài sản công không phải là chuyện chơi. Mỗi ngày dự án không hoạt động, lãng phí số tiền rất lớn. Đó là lãng phí do dự án không được đưa vào khai thác. Đó là lãng phí do dự án bỏ hoang, hư hại xuống cấp. Đó là để chậm trễ kéo dài, mất hết các cơ hội triển khai cho doanh nghiệp hoạt động. Chưa kể sẽ bị lạc hậu, về sau phải thay đổi dẫn đến đội vốn. Trước một đống tài sản phơi nắng phơi mưa thì việc quan trọng là phải giải quyết các vướng mắc để dự án công viên phần mềm số 2 đi vào hoạt động. Chậm một ngày là lãng phí tiền của một ngày, huống chi là kéo dài tháng này qua năm khác. Tháo gỡ bằng cách nào? Sau khi Đà Nẵng kiến nghị đến Thủ tướng về những vướng mắc pháp lý của dự án, đến tháng 3 năm 2023, Thủ tướng đã cho phép Đà Nẵng bổ sung nội dung này vào Nghị định số 144 về một số cơ chế đặc thù. Để một nghị định được ban hành không phải là ngày 1, ngày 2 mà cần thời gian để các bộ ngành liên quan tham gia xem xét, có ý kiến và thống nhất nội dung. Một công trình nghìn tỷ đồng dù chưa nghiên cứu về pháp lý kỹ lưỡng vẫn cứ làm lấy được. Nay dự án bị ngâm chờ tháo gỡ, không biết đến khi nào mới gỡ xong. Vậy thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm về hậu quả này? Tất nhiên là những cá nhân đặt bút ký duyệt triển khai thực hiện dự án. Thận trọng với ý tưởng công chức làm việc tại nhà. Kính thưa quý vị, trong đề án xây dựng nền công vụ hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2024-2030, Thành phố Hồ Chí Minh giao cơ quan chức năng nghiên cứu, thí điểm cho phép cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở một số vị trí không tiếp xúc với công dân có thể đăng ký làm việc tại nhà với tỷ lệ phù hợp. Nếu được thực hiện, sẽ có một bộ phận công chức người nhà nước không cần phải đến công sở mà có thể giải quyết việc công tại nhà riêng, tức là có thể thực thi công vụ tại nhà. Tùy thuộc vào vị trí đảm nhiệm, phạm vi thẩm quyền, chức năng, trách nhiệm và bổn phận, những người làm việc cho khu vực công, cơ quan nhà nước có thể phân chia thành các nhóm: cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức. Do làm việc trong tư cách đại diện cho quyền lực công, phục vụ lợi ích công, công việc có tính chất chuyên môn hóa, thu nhập chính đến từ lương và các loại phụ cấp được chi trả từ ngân sách nhà nước, cho nên có thể gọi là lực lượng lao động nêu trên là những người nhà nước. Ưu điểm dễ thấy từ chủ trương thí điểm công chức làm việc tại nhà nêu trên là gia tăng tính linh hoạt trong việc bố trí, sử dụng nhân sự và phân công công việc. Những bộ phận không thường xuyên phải tiếp xúc với công dân, xử lý công việc thuần túy phụ thuộc vào cá nhân thì có thể giảm bớt tần suất đến cơ quan, kèm theo đó là thời gian làm việc tại công sở. Nhờ đó, không gian công sở sẽ giảm bớt mức độ tập trung nhân sự, cùng với đó có thể là giảm áp lực tâm lý cho môi trường làm việc, gia tăng sự chủ động và cảm giác thông thoáng, thoải mái cho một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. Trong bối cảnh giao thông tắc nghẽn vào giờ cao điểm ở các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh thì việc một bộ phận người nhà nước làm việc tại nhà cũng là cách để góp phần giảm ùn tắc. Tuy nhiên, cho phép thực thi công vụ tại nhà cũng đối diện với nhiều thử thách tiềm ẩn. Thứ nhất, bộ phận nào cũng có những ai có thể làm việc tại nhà. Hẳn nhiên, những bộ phận bận bịu thì sẽ thường xuyên phải đến cơ quan, thậm chí có thể phải làm thêm giờ trong khi mức thu nhập không tăng hoặc tăng không đáng kể. Những người như vậy sẽ không có cảm giác thư thái như những người làm việc ở nhà. Nếu tình trạng này kéo dài, liệu có nảy sinh tâm lý so sánh, tiềm ẩn nguy cơ bất bình, mất đoàn kết nội bộ? Thứ hai, những công việc gì thì có thể cho phép xử lý tại nhà? Khi đem việc công về nhà thì làm thế nào để tuân thủ các yêu cầu về tiến độ hoàn thành và đặc biệt là không để lợi ích cá nhân chi phối việc công? Làm thế nào để đề phòng cán bộ biến nhà riêng thành nơi lý tưởng cho những tiếp xúc, gặp gỡ riêng tư, từ đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc công? Quan trọng hơn, khi xuất hiện một bộ phận người nhà nước có thể đùng đình ở nhà hoặc làm việc riêng ở đâu đó trong giờ hành chính thì sẽ ảnh hưởng nhất định đến hình ảnh của đội ngũ cán bộ công quyền. Thứ ba, làm thế nào để kiểm soát được thời gian làm việc công của những người được ở nhà? Khi người đại diện cho công quyền có thể ở nhà thì rất khó đảm bảo rằng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thời gian được trả lương để làm những việc phục vụ lợi ích công. Cũng có nghĩa, trong khi vẫn hưởng lương nhà nước, những người được ở nhà hoàn toàn có thể làm những việc khác để phục vụ lợi ích của cá nhân.
Nếu điều này xảy ra và kéo dài thì sẽ dẫn đến tình trạng bất bình đẳng, thậm chí là bất công với những người phải thường xuyên bận bịu tại cơ quan. Thứ tư, cơ quan sẽ xử lý những chi phí phát sinh với nhóm người được làm việc tại nhà như thế nào? Các chi phí đó có thể bao gồm tiền điện thoại, máy móc, trang thiết bị cần thiết. Nguyên tắc chung là tất cả các việc công đều được phải xử lý trên phương tiện công hay còn gọi là công sản. Nếu cho phép sử dụng các phương tiện cá nhân thì sẽ đối diện với nguy cơ để lộ lọt dữ liệu, thông tin của cá nhân công dân cũng như tình trạng công việc đang được xử lý. Những vấn đề này sẽ được quản lý thế nào? Với những vấn đề tiềm ẩn nêu trên, chủ trương cho phép một bộ phận người nhà nước làm việc tại nhà trước hết nên thử nghiệm đối với khối hội, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp công lập, y tế, giáo dục. Do tính chất công việc không phải thường xuyên, viện dẫn các quy định hành chính, không nhất thiết phải tham khảo ý kiến đồng nghiệp hay cấp trên, không phải sử dụng đến quyền lực công để ban hành các quyết định. Cho nên, các bộ phận nêu trên có thể linh hoạt bố trí tỷ lệ nhân sự hợp lý giữa ở nhà và đến công sở. Với những bộ phận có thể triển khai chủ trương cho phép làm việc tại nhà, một điểm cần lưu ý nữa là không nên thực hiện với cán bộ lãnh đạo quản lý. Nguyên tắc này giúp đảm bảo những người có thẩm quyền ra quyết định sẽ buộc phải đến công sở thường xuyên để thực thi nhiệm vụ. Cũng có nghĩa, chủ trương cho phép làm việc tại nhà chỉ nên thực hiện với những nhân viên, chuyên viên, những người chỉ xử lý công việc chứ không ban hành quyết định theo quy trình, quy định hành chính hay luật pháp. Và cũng có nghĩa, các bộ phận cấu thành nên cỗ máy hành chính nhà nước, sở, phòng, ban sẽ không phù hợp để cho phép cán bộ, công chức được làm việc tại nhà. Quy trình giải quyết công việc của các đơn vị hành chính, quản lý nhà nước có sự liên quan mật thiết với nhau, nhu cầu tham vấn và xin ý kiến chỉ đạo sẽ thường xuyên xuất hiện. Vì thế, mọi bước giải quyết các thủ tục hành chính cần phải được tiếp nhận và xử lý tại không gian công sở để đảm bảo các nguyên tắc vận hành trên khu vực của công, như đã nêu ở phần trên. Thông điệp quan trọng hơn từ chủ trương thí điểm cho phép một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà là tình trạng cồng kềnh của bộ máy hành chính dẫn đến hiện tượng sáng cắp ô đi, tối cắp ô về của một số lao động. Làm việc tại nhà có thể giúp giảm bớt tình cảnh vật vờ nơi công sở, gia tăng hiệu quả sử dụng thời gian cho người lao động, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Vì thế, việc quan trọng và có tính chiến lược hơn là cần tiếp tục thực hiện các chính sách thu gọn đầu mối đơn vị, hệ thống tổ chức, giảm bớt lực lượng người nhà nước. Một bộ máy tinh gọn, chuyên môn hóa cao thì sẽ được gia tăng được mức độ sử dụng lao động, không phải tính đến chuyện cho phép làm việc tại nhà. Cho phép một bộ phận người nhà nước làm việc tại nhà không phải là một giải pháp hướng đến xây dựng bộ máy cơ quan nhà nước, đáp ứng các tiêu chí hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Cũng có nghĩa, với một nền quản trị quốc gia hiện đại thì công việc tất yếu phải giải quyết tại nơi công sở. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.